theo tiếp theo. Được càng nghính không ạ nha. Nhìn này. Quá ngon cả nha. Chào nha. Thì tối Hoàng sẽ tiếp tục đi thăm những cái bẫy được Hoàng đặt những trong cái bụi tre nha cả nhà. Thì hồi chiều Hoàng về trễ quá, Hoàng đi làm về trễ quá, Hoàng đi đặt thì trời cũng đã tối rồi, Hoàng không có quay lại những cái khúc mà Hoàng đi đặt bẫy được. Thì giờ Hoàng cùng cả nhà đi thăm bẫy vào ban đêm cùng với Hoàng ha. Lời đầu tiên thì cho Hoàng chúc sức khỏe các cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước đã luôn cùng đồng hành với Hoàng trong thời gian qua. Hoàng cũng chân thành cảm ơn cả nhà. Cả nhà thấy yêu mến Hoàng thì hãy cho Hoàng xin một like, một đăng ký kênh để Hoàng có thể tiếp tục làm những cái video săn bắt tiếp theo nha cả nhà. Thì Hoàng đi thăm bẫy thì Hoàng cũng có cái giỏ thôi. Hồi chiều mà chiều tối quá Hoàng không có quay lại những cái khúc mà Hoàng đi bẫy đặt được nha cả nhà. Thì giờ cả nhà cùng theo chân Hoàng đi thăm bẫy nha. Tới chỗ Hoàng sẽ quay lại. Mình tới cái đầu tiên nha cả nhà. Thì chiều Hoàng có đặt cái trong gốc kè này cái này. Mình thường người ta đặt giờ Hoàng không có ra ruộng đặt nữa, giờ Hoàng đặt trong gốc kè này. Đầu tiên thử coi có không. Rồi, như có cả nhà, có dữ rồi chứ đây. Kìa. Ngồi một cục cả nhà. Nhưng đồng. Quá đã luôn. Còn nhai nhai cũng ngồi. Rồi. Chuột càng nhín đã luôn cả nhà. Chuột chán luôn. Quá đã luôn. Đừng bỏ mấy hộp thức ăn đấy. Rồi con anh nè, nhà nghỉ luôn cả nhà. Rồi thì mấy cái bụi tre nè, tối thì chuột nó cũng xuống dưới gốc tre nha. Rồi nó tìm những đường con quá đã luôn. Nhà nghỉ luôn cả nhà, quá đã ăn chuột luôn rồi. Rồi bị chán mà ngồi bít cái lồng luôn cả nhà. Rồi còn cấp máy nha, quả đã ăn chuột rồi. Mình đi thăm cái tiếp, cái đầu tiên mà dính cái vậy là quá ngon rồi nha. Rồi đi lộ rồi. Tiếp theo luôn cả nhà, cái thứ hai thì thường chuột ban đêm nó cũng lên cây này, nó trên cây nó chạy xuống dưới đất nha cả nhà. Thì Hoàng đặt dưới đèn cái có dính không nha. Nên chuột nó đi lên mấy cây này nó bò lên nè cả nhà. Rồi, cái này không có. Này nó chưa vô nè. Còn để miếng thức ăn cho đây nè. Nó có rằng nó vô đây nó ăn. Thức ăn cũng nhảy nha. Nãy còn cái đầu tiên vô đựng con bùi chả luôn nha. Dưới gốc tre. Này không có rồi. Không có, chắc Hoàng cũng phải ginh về quá. Tại vì sáng Hoàng đi sớm mà Hoàng không có đi ấy sớm được. Hoàng lấy luôn cả nhà. Đấy, này không có rồi. Cái tiếp theo luôn cả nhà. Nãy giờ cũng có mấy cái không có thì Hoàng cũng cắt bỏ bớt nha nha. Hoàng không có để tốn thời gian, mấy cây nãy không có rồi làm cái kế tiếp tông lụm này nè. Nè tông mấy cây này nó chui vô trong đây sâu rồi vẫn còn nữa cả nhà nè, nằm im ghê luôn cả nhà. Thức ăn còn luôn cả nhà. Đây vậy đây nè, để thức ăn đó, mình để thức ăn vô với nó chạy vô nè. Quá dàn tươi luôn, quá ngon luôn cả nhà. Chuột gì là ngon lành luôn rồi. Nè nó tên mấy cây cây này, mấy cây này, mấy cây xanh này nha. Nè tối thì nó chạy xuống đất, đặt đây mình có để thức ăn vô nó là nó chạy vô nó ăn nha. Được nghèo nữa đó. Đi, mình đi ra nha.
Rồi bỏ vô tiếp theo được em, nãy có mấy cái nãy cũng không có thì Hoàng cũng không có quay nha. Bỏ vỏ tiếp theo cái nha. Đi mũi quá từ mũi cả nhà. Ôi nó không có tre nhỏ này cái. Ê, có dính cả nhà nè nè. Dính đây dính đây dính đây. Ê quá đã quá đã. Đó. Chuột này trong gốc tre thì có nha cả nhà. Cả nhà đặt ngồi là nó thế nào cũng có ăn. Nhưng mà đặt ngồi thức ăn á. Thức ăn mấy chuột này nó cũng đánh hơi mùi thơm thơm đi. Bỏ đã. Mùa này cũng ngại nhại cả nhà ơi. Thức ăn nha. Thì ban đêm thì nó trên cây tre, mấy bụi tre nó sẽ bò xuống dưới gốc nó ăn nha. Thì tập tính của con chuột nó mình biết nó ban đêm nó hay đi ăn xuống mấy gốc là mình ấy nó là mình đặt mà có thế nào cũng có nha. Mình đặt mồi á, trong đây mấy này thì mình bật mồi nha. Chứ mình đặt trong đây không có đặt đường mòn được, đường mòn là ngoài chỉ ngoài ruộng thôi. Chuột con này sạch ghê luôn nha. Quá đã. Quá ngon. Rồi. Bỏ vô giỏ tiếp tục nha. Có mấy cái thì mấy cái bẫy không có dính thì cũng không có quay nha nha. Tôi xả bớt ra luôn. Đây có cả nhà kìa. Nó nằm kìa. Cái tre này ngon ghê luôn nha. Mà mình biết tập tính của mấy chuột này là nếu mình biết nó là mình đập bẫy ngon lắm. Kìa trái tứng tứng mình cả nhà. Quá đã luôn. Mới vô nhé. Quá ngon. Thức ăn mà để dưới cái bẫy đó cả nhà. Đó. Đây. Mấy cái bộ tre mà nó gặm gặm là vậy là quá ngon nha. Có chuột chắc luôn. Được em tiếp theo. Con nào cũng lấy vàng ngút đã thiệt. Chuột mà ở trong mấy bụi tre nó sạch lắm cả nhà. Sạch ngần luôn. À, cả nhà thấy yêu mến Hoàng thì hãy cho Hoàng xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Hoàng sẽ săn bắt những con tiếp theo nha. Quá đã. Hoàng ban đêm Hoàng quay lại camera sao không được, nó hơi chá cả nhà. Hoàng chỉ quay camera trước thôi. Rồi Hoàng bỏ vô nha. Hoàng đi xuống mấy sông này. Chiều Hoàng đi xuống chỗ mấy sông này Hoàng thấy nó có mấy con nó cũng chạy vậy trong mấy cái hốc này cả nhà. Trong cái hốc này thử có không. Tên mấy cây xanh nè, mấy xanh nó chạy xuống. Bên đó cũng có cái bụi tre ngon cả nhà, nó chạy một vòng. Chiều còn thấy hai con chạy có đường mòn. Còn đặt dưới đây thử một cái. Đây có rồi cả nhà, có dính rồi, dính rồi. Đó. Đó. Tôi ngồi là dính nè. Chạy vô mấy hốc cây này cả nhà. Nè. Tại Hoàng không có đi lại cái bụi tre được, cái bụi tre nó đi xuống đó Hoàng không lợi được. Rồi nó đi qua đường này, nó đi vòng qua đây nè cả nhà. Nó có cái đường mòn ở trong cái bờ đất nè. Nè, dính con luôn. Quá. Wow. Đó ra. Mềm mềm này. Quá ngon cả nhà. Sát mấy kinh nha. Nè. Tối thì nó dưới bụi tre nó cũng sẽ đi nó trên bụi tre. Nó sẽ xuống dưới sò dưới mấy sông nó uống nước cũng kiếm nước ăn nha. Mình coi những cái bụi tre nào mà gặm gạp nó mới có nó nhà, nhà mình cũng coi tùy theo thời điểm coi chỗ nào ấy chuột có chuột mới có nha, chứ không phải mình đặt chỗ nào cũng có nha. Không phải mình đặt chỗ nào cũng phải có chuột. Mình chiều mình đi có coi mình thấy có chuột nào nó chạy trên bụi tre hoặc là ấy đó là thế nào ban đêm nó cũng sẽ xuống nó kiếm mồi ăn à. Nè nha. Quá đã luôn. Vàng ngoách luôn cả nhà. Cái này là chuột này là quá sạch luôn. Thì Hoàng cũng cập mấy sông lớn rồi nha. Này ghe ta cũng chạy nè. Ghe lớn chạy nha.
Thì mình đi nhiều chỗ mình thấy, mình để ý rồi chỗ nào có đường mòn nhiều với những bụi tre không gặp là thế nào cũng có cả nhà, chứ không phải là mình đặt chỗ nào cũng có nha cả nhà. Rồi mình đi thăm cái tiếp nha. Rồi gặp chú cóc nè. Chú cóc cũng bự nè, nè. Đây. Chú này chú cóc nè nha, chú cóc là cóc của cậu ông trời hoàng của không bắt nữa. Rồi còn bỏ vô ấy nha. Rồi, tiếp theo cả nha. Chiều còn đi chỗ này còn cũng nghe chạy gọt gọt này, đóng đóng cây nè, còn cũng đặt tên cái thôi. Lên cái rồi nhìn nha, rồi có sụp mà không dính ra nha, lấy căng nha, sụp bảy không dính ra nha, đây sụp mà không dính, nó dính chắc nó ra hay cái nha, lò xo yếu quá rồi, dính chắc nó ra rồi cái nha, rồi đi tiếp theo luôn. Tiếp theo đó nha, tre này cũng ngon nữa, cũng im quá trời gặm gạp luôn nè, bụi tre nè ngon lắm, im đặt con bay con cái dưới gốc nè. Ê rồi có cái nha, dính đây dính đây dính đây dính đây, dính đây. Mình đặt hơi sâu sâu vô tổng nha nha, cho nó đánh mùi nó ấy được. Ồ, ai chịu hoàng đặt tốt tổng sao dính đi, nó gớt con này luôn đó nha, gớt con này luôn rồi nè. Ok. Yes, dính rồi. Okay. Quả đã rồi, quả đã rồi. Tiếp theo, tiếp theo. Chuột nhặn nghính không ở nhà, quá đã luôn. Quá ngon nè. Chú nào chú nấy nhặn nghính. Hết hồn. Kêu cái bận hết hồn. Quá đã. Thầm mà cái bẫy này không dính vậy là mê lắm nha. Thì cũng có mấy cái cũng không có đó. Không có thì hoàng cũng xả bớt, hoàng không có, hoàng không có quay nha. Rồi chuột cũng ghê này, vàng nghính rồi, quá đã luôn. Bụi tre gặm gặp nè. Mình để ý cái bụi tre nào mà gặm ha, gặm ấy là nhiều lắm. Với chiều mình đi ngang với tỉ mình thấy có chuột hay ấy nó bò bò xuống rồi, thấy cái nào cũng có nha. Mình đặt dưới gốc là thế nào ban đêm nó cũng sẽ trèo xuống, nó đi kiếm ăn với nó sẽ đi uống nước nha. Còn đi cái tiếp theo nha, tiếp theo cả nhà, để tèo vô cái áo ống cái đường nước của người ta nè, nước cái bụi tre này nó gặm gặp ngon lắm. Quá rồi đường nước này, đường nước người ta bơm nước ra vô nè cả nhà. Này ngon lắm nha. Cái này không có chuột này thua luôn á, quá trời tuốt tổng luôn cái nha, tuốt tổng mà hoàng vô tổng được, nếu hoàng vô tổng được còn đặt vài cái không, mà chỉ đặt được cái mà ê, có mà đặt đây có một cái cả nha, dính này dính này, mê đây. dưới đây mình đặt dưới gốc tre là thế nào nó cũng xuống nước nó kiếm mồi ăn cái nha. Nè con nữa. Vàng nghính luôn. Chỗ gà trong cái bụi tre thì nó sạch sẽ với nó vàng tươi nha. Quá đã luôn. Vô vừa cái lòng luôn đó nha. Vừa cái lòng luôn. Đây gần tới chỗ nước rồi nè. Dấu nó bò xuống nè. Mình đặt mình cũng phải để ý nha. Để ý cái, mấy cái chỗ mà nó có đường mòn ở dưới nè, mình thấy cái dấu chân nó mình biết à. Tại đây ban đêm cả nhà thấy cũng không rõ. Là nó hay thường thường đó nó đi xuống nước, uống nước chứ nó kiếm thức ăn. Cả nhà. Cua nè cả nhà. Gặp chú cua. Chú cua nè, chú cua cần kinh nó chán luôn. Rồi. Dài cái đường đó cũng ngon. Rồi được em tiếp theo rồi còn cướp máy nha, còn đi ra ngoài. Rồi
tiếp theo luôn cả nhà. Thì còn thăm cái này nữa, hai cái này nữa hết rồi nha cả nhà. Rồi cùng tôi cũng phi rồi, có 9-10 giờ rồi cả nhà. Cụ tre này hoàn đặt tới hai cái bẫy luôn, cái bên đây với cái bên kia. Làm đây có dừa ta rồi cả nhà, có dừa với ấy đổ qua đây nè, có chuột rồi. Hoàn đặt đây hai cái, à, có thiệt rồi cả nhà, chín nè. Nào dùng ghe luôn nha. Đây tiếp theo thức ăn gọn luôn nha cả nhà. Cái này còn đặt hai cái sát bên luôn. Tầm đây có cái dừa của người ta nè, bên đây cái hàng dừa của người ta nè cả nhà. Nó chiều nó trèo qua đây nè. Này được em nó vàng nín đã quá. Còn đặt đây hai cái sát bên luôn nha. Này. Rồi đoàn thăm như vậy đây, này của Hoàng nãy giờ cũng hết rồi, còn có hai cái này nữa à, cái nữa là hết luôn nha. Đây cũng được, vô đây chuột cũng ngon rồi. Thăm cái kế tiếp này, cái này cái cuối cùng nữa còn đi về luôn nha. Rồi có cả nhà, chút nữa rồi. Ở đã cả nhà nha, căng nằm đây dính nữa nhảy vào tới đây luôn cả nhà. Thôi quạt nha. Đây bỏ ra rồi nó chui vô nó mỏ nó máu không cả nhà, quạt không có quay nữa nha, mỏ máu quá quay bỏ ra dừng nín bỏ ra luôn cũng bự được rồi. Xong thành quả của bạn mấy cái lợt hai mấy cái bẫy cũng được như đây chuột không nha. Rồi không rồi, rồi bạn đi mình đi về rồi bạn sẽ tổng kết cái thành quả của bạn ngày hôm nay nha. À, chào cả nhà, thì bạn cũng đã đâm bẫy về cái nhà. Thì Hoàng sẽ tổng kết cái thành quả của ngày 7 của Hoàng nha. Hoàng sẽ quay lại nha cả nhà. Quay lại đi. Đây. Trong đây cũng được cái chục con đó nha. Đây. Hoàng sáng Hoàng đi làm sớm quá, Hoàng không có để lại, Hoàng rút 7 về luôn nha. Mình sẽ bắt nó ra hết ra. Cũng được những cái chục con đó nha. Mình đặt cái mồi này cũng nhại quá nha, mồi thức ăn thôi đây nha. Và nước sắp lại để đi thử mấy con cũng cái chục nữa nha. Nếu nhà thấy yêu mến Hoàng thì hãy cho Hoàng xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. 2, 4, 6, 9 con cả nhà. Ủ không cả nhà, đã quá. Đây có những con mập nha, có những con bự nha, còn là chuột bự không cả nhà, không có chuột nhỏ nha, đã ngon luôn. Được 9 em thì Hoàng đặt bằng cái mồi thức ăn nó cũng mà thấy cũng nhạy cả nhà. Ở nhà Hoàng có những cái chuồng heo đó, Hoàng thấy nó thường thường vô nó ăn, Hoàng cũng thử, Hoàng lấy thử đặt thử nó ăn nhẹ vô cả nhà, nó vô cũng được. Thì thành quả của Hoàng hôm nay Hoàng đi được 9 con chuột nha. Thì Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cả nhà thấy yêu mến Hoàng thì hãy cho Hoàng xin một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo của Hoàng nha. Bye.